một góc nhỏ trong tổ dân phố số 23 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vốn là một bãi rác thải sinh hoạt tự phát, nhưng với ý tưởng độc đáo của một nhóm sinh viên trẻ và sự giúp đỡ của đoàn thanh niên phường, hơn một tháng qua, góc nhỏ này đã được thay thế bằng một vườn hoa sử dụng vật liệu tái chế với nhiều loại cây cảnh khác nhau, được người dân nơi đây rất yêu thích ủng hộ. Và sau khi có vườn hoa rồi thì nói chung người dân ở cái khu vực rất phấn khởi. Người ta thấy nó vừa sạch vừa đẹp, cho nên là rất có ý thức. Người ta ngoài cái việc chúng tôi phân công người trông nom vào đây rồi tưới tắm vào đây thì dân ở đây họ tự động. Còn đây là vườn hoa nhỏ thay cho bãi rác lâu năm nằm trong con ngõ 169 Thái Hà, do các đoàn viên thanh niên huy động sự ủng hộ của người dân trong khu dân cư. Từ khi có sự xuất hiện của vườn hoa này, nhiều người dân còn tình nguyện canh gác, ngăn những cá nhân vô ý thức xả rác không đúng nơi quy định. Bây giờ cái bãi rác nhỏ đó đã trở thành một cái vườn hoa mini và ý thức của người dân cũng khá lên. Đấy là điều mà tôi nhận cái đầu tiên thấy thế. Và cái thứ hai tôi cũng thấy rất là mừng là cái ý thức của các bà con hàng xóm xung quanh ý, thì có những người là cũng thỉnh thoảng coi như ra tưới cây. Với mong muốn mang lại không gian xanh sạch đẹp lý tưởng cho những khu đất từng bị rác thải chiếm dụng, mô hình này đã được các bạn thanh niên, người dân và chính quyền địa phương ấp ủ, nhân rộng lên tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố. Và rất nhiều những cái khu vực trên địa bàn phường, các bác trong tổ dân phố và các bạn các chi đoàn đều có ý tưởng là sẽ nhân rộng cái mô hình này tại nhiều nơi trên địa bàn phường, kể cả những khu vực mà nó cũng không hẳn là bãi rác. Những nơi dự án đi qua đã và đang có những đổi mới rõ rệt qua những hành động bình dị nhưng đầy trách nhiệm của người dân. Hy vọng tới đây mô hình biến bãi rác thành vườn hoa sẽ được nhân rộng hơn nữa ở nhiều nơi để góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng. Không khó khăn để chúng ta có thể bắt gặp những chai lọ thuốc bảo vệ thực vật nằm lăn lóc trên các đồng ruộng, trong lòng kênh suối hay trên các con đường giao thông nội đồng như thế này. Một số nông dân khác cẩn thận hơn thì cũng chỉ có thể thu gom chung vào rác thải sinh hoạt. Đa số là thường gom vào một chỗ xong đem về hoặc là để cho mấy cái bãi xe rác này thôi. Chứ nó xử lý thì chưa có. Theo các chuyên gia nông nghiệp, khi vứt bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi trên đồng ruộng hoặc xử lý không đúng cách, lượng thuốc còn lại trong bao bì sẽ khuếch tán trong không khí, trong nước, nước mưa rửa trôi xuống nước ngầm hoặc nước mặt, gây ô nhiễm trực tiếp cho hệ sinh thái. Đặc biệt sự ô nhiễm từ từ và kéo dài sẽ gây ngộ độc mãn tính.